phố Hồ Chí Minh trùng tu tượng đài An Dương Vương. Tượng đài An Dương Vương xây dựng năm 1966, nằm ở ngã 6 Nguyễn Tri Phương, gồm đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, là dòng xoay lớn tiếp giáp quận 5 và quận 10 mật độ xe đông. Trong thời gian qua, tượng đài có dấu hiệu cũ và xuống cấp. Có thời điểm người dân phản ảnh có cây xanh mọc lên từ các khe nứt. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận 5 thực hiện quản lý, tu sửa, tôn tạo công trình tượng đài An Dương Vương theo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn. Việc sửa chữa tượng đài được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 5 thực hiện từ cuối tháng 3, hoàn thành sau 60 ngày. Trùng tu cái tượng đài